Trời đất ơi, sao mà nó đẹp dữ vậy anh chị ơi? Nó đẹp lắm. Con loa này nó đẹp lắm anh chị ơi. Đây nè, mới về hàng cho anh chị luôn. Anh chị coi cái mic của nó nè. Ôi trời trời ơi, quá là dễ thương luôn rồi. Đây, cái con mic này nó xài là xài pin sạc Type-C nè. Hay lắm anh chị ơi. Đây có đi kèm cho mình là dây sạc như thế này luôn. Đây, và ở trong bên trong con loa này á, nó có cái màu này là màu gì? Màu hương. Đây, màu nè. Màu hương nè anh chị. Wow. Đây. Đó, hai cái mic này gắn vô đây, nhìn rất là đẹp luôn. Nghe nhạc được nha, có đèn nha, có hai micro song ca luôn nha. Đấy, con này mẫu này mang tên là IX602. À, và còn thêm một cái màu nữa bên trong cái hộp này nè, là cái màu gì đây? Nữ thì cũng đã có màu cho nữ rồi, nhưng mà nam cũng phải có màu cho nam. Là màu gì đây? Màu đen. Màu đen. Cây mic nho nhỏ. Màu đen. Đó, rất là đẹp anh chị ơi. Nếu như mà các bác quan tâm về cái chất độ mà cái chất liệu mà đẹp để cho mình để decor, đẹp để cho mình trang trí. À, mà cần phải hay nữa. Phải hát karaoke được nữa thì anh chị sử dụng cho em con này IX602. IX602 quá là đẹp luôn rồi. Đây, con này là màu gỗ. Rất là đẹp. Công suất tối đa của con này là 25W, cho nên là anh chị cứ thoải mái vui chơi cho em. Thoải mái vui chơi có thể kết nối được là trong máy vi tính nè, TV nè, laptop luôn cũng được nữa. Thẻ nhớ USB có thể tích chung luôn. Có thể ok luôn. Đó, sạc là cũng sạc nhanh, sạc Type-C luôn. Sạc tầm khoảng cỡ là chưa tới 1 tiếng thôi là đã đầy pin con loa này rồi. Anh chị vui chơi thoải mái cho em là 3-4 tiếng đồng hồ nghe nhạc luôn. Và con IX602 đang có hai màu như thế này. Quá đẹp rồi anh chị ơi. Anh chị nào yêu thích con này, nhanh tay nhanh chân để lại comment cho em nha.